Đến với chương trình chia sẻ kinh nghiệm phỏng vấn xin visa du học Mỹ của công ty Tân Đại Dương hôm nay. Và trong chương trình hôm nay thì công ty Tân Đại Dương rất vui mừng được chúc mừng em Tuấn vừa nhận được visa du học Mỹ. Chào Tuấn. Dạ, em chào chị. Cảm giác của em khi mà được tin là mình nhận được visa du học Mỹ thì như thế nào? Dạ, cảm xúc rất là vui, như là dở hoa luôn. Khi mà nghe được viên chức lãnh sự quán bảo rằng là em được visa du học Mỹ thì lúc đó là em rất là mừng và khóc luôn tại đó. Khi ra tới ngoài cổng thì em không nghĩ là em nhận được visa du học Mỹ đó. Em lần người thông báo đầu tiên của em là em báo cho mẹ em, mà em nói rằng em nói mẹ ơi em chỉ nói vậy thôi, thì mẹ em nói thôi không sao đâu con, không được lần này thì lần sau nữa đó. Mà em nói không có, con đậu rồi. Thì lúc đó là mẹ em rất là mừng và rất là khóc luôn. Em thì bắt đầu là bình tĩnh trở lại rồi. Lúc đó là ra về em đón xe taxi về lại công ty. Thì lúc mà về lại công ty á, em tính tạo cho mấy anh chị sự bất ngờ, nên là em không có thông báo gọi điện cho bất kỳ anh chị nào cả. Xong nhưng mà một lát sau thì chị Nhi bên công ty có gọi lại cho em, hỏi là Tuấn ơi sao rồi. Em không có nói gì hết. Chị Nhi hỏi em á là đậu rồi hả? Em mới nói ủa sao chị Nhi biết? Thì lúc đó thì em như là vỡ òa luôn rồi. Em về là gặp mấy anh chị liền. Lúc đó là cảm xúc rất là vui, rất là phấn khích. Mà em thì cũng không biết gửi tặng gì cho mấy anh chị, nên là tại vì thực sự đây là lần phỏng vấn thứ hai của em, nên là em rất là run và hồi hộp. Nên vì thế mà em chỉ có một cái phần quà nhỏ nhỏ em gửi tặng cho tất cả các anh chị khi em liên quan thì đem theo để nhớ tên em. Thay mặt Tân Đại Dương cảm ơn món quà của em. Dạ. Em có thể chia sẻ với các bạn là qua đó em học trường gì? Dạ, qua Mỹ em sẽ học trường Moran Valley Community College và em học ngành quản trị kinh doanh. Em có thể là chia sẻ với các bạn là khi mà vô phỏng vấn với lãnh sự thì những cái câu hỏi mà lãnh sự hỏi em có câu hỏi nào đặt em là khó trả lời? Khi mà vô phỏng vấn thì viên chức lãnh sự quán hỏi em những cái câu hỏi mà em đã được chuẩn bị ở trung tâm, được sự hướng dẫn của anh Khôi, cũng như là các chị mà lo hồ sơ cho em. Em cảm thấy rất là tự tin khi mà phỏng vấn. Chỉ có hóc búa nhất là chỉ có một câu là hỏi em có người thân tại Mỹ hay không. Khi đó thì viên chức lãnh sự quán hỏi em câu là có người thân tại Mỹ không, em trả lời là em không có người thân. Thì viên chức lãnh sự quán nhìn vào máy tính và chau mày lại. Lúc đó thì em rất là run, rất là hồi hộp. Nhưng mà lát sau thì viên chức lãnh sự quán bảo là em được cấp visa du học. Rồi chị phiên dịch bảo em rằng là chúc mừng em, là chúc em là qua Mỹ sẽ học tốt. Lúc đó là em bỏ quà luôn, tay chân rất là run. Mà chị biết là cảm ơn nước mắt rồi chạy ra ngoài rất là nhanh, tại vì sợ là ở lại là như là bị lái lại visa. Bây giờ đã có visa trong tay rồi thì em có lời khuyên nào là dành cho những bạn sắp tới đây không? Đó là đi học các buổi học phỏng vấn của anh Khôi phải đều đặn nghe hướng dẫn của anh Khôi. Rồi cái ngày học về tâm lý của anh Bảo Anh cũng rất là quan trọng. Em có một may mắn nữa, đó là lúc trưa hôm nay là lúc khoảng 11:45, lúc mà em đang học một mình với anh Khôi thì là có anh Bảo Anh vào xem xét hồ sơ của em và hỏi em ủa lần đầu sao không đậu. Nhưng mà cuối cùng anh Bảo Anh xem lại, anh Bảo Anh nói cái này là về học lực thì em không được mấy tốt, nhưng mà về tài chính thì em được anh Bảo Anh đánh giá là cũng khá, nên là vì thế mà anh Bảo Anh sắp xếp lập hồ sơ cho em và hướng dẫn em để đối phó với viên chức lãnh sự quán. Và vì như thế mà lúc chiều này em tự tin lắm, em làm theo mọi hướng dẫn của anh Bảo Anh, đó là để phần tài chính của mình lên trước, sau đó là phần học vấn của em là em gửi vào, em đưa vào cho viên chức lãnh sự quán xem. Và lúc đó là viên chức lãnh sự quán chỉ yêu cầu em là xem về học bạ thôi, nhưng mà em đã làm theo hướng dẫn của anh Bảo Anh, và vì thế mà em rất cảm ơn anh Bảo Anh rất là nhiều. Và cũng như là em cũng cảm ơn là chị An lo hồ sơ cho em, chị Nhi thì là tiếp quản hồ sơ cho em, tại vì khi chị An sinh em bé, em có được mấy ngày test và của động viên như của chị Ánh và cũng mấy anh chị, những anh chị trước học cùng trung tâm tư vấn Tân Đại Dương mà đã đậu visa rồi, mà hiện tại ở qua Mỹ, mà cũng nhắn tin trên Facebook là động viên
Nó là em cảm ơn mấy anh chị rất là nhiều. Thay mặt công ty Tân Bình Dương thì chúc em sẽ vào Mỹ học tập thật tốt bên đó ha. Dạ. Hy vọng với những chia sẻ của bạn Tuấn thì những bạn sắp tới đi phỏng vấn xin visa du học Mỹ sẽ có thêm kinh nghiệm để chuẩn bị bài phỏng vấn của mình tốt hơn. Cảm ơn Tuấn. Dạ. Công ty Tân Đại Dương là một trong những công ty du học đầu tiên và hàng đầu tại Việt Nam, được thành lập bởi đội ngũ các nhà quản lý và tư vấn du học có nhiều năm kinh nghiệm trong ngành giáo dục cũng như được tu nghiệp và đào tạo ở nước ngoài. Với hơn 10 năm kinh nghiệm, Tân Đại Dương tự hào là nhà tư vấn du học chuyên nghiệp cho các du học sinh tại các nước trên thế giới, đặc biệt là Mỹ, Úc, Singapore, Anh Quốc, Hà Lan, Thụy Sĩ, v.v. Cùng với đội ngũ tư vấn viên chuyên nghiệp, chúng tôi cung cấp các dịch vụ uy tín và trọn gói cho ngành du học du lịch Mỹ, bao gồm xử lý trọn bộ hồ sơ đi Mỹ từ A đến Z, kể cả các hồ sơ khó đã từng rớt visa hoặc không đủ tài chính. Tư vấn chọn trường tại tất cả các tiểu bang ở Mỹ. Chúng tôi tự hào là đại diện chính thức của hàng trăm trường đại học cao đẳng, trung học phổ thông tại Mỹ. Hướng dẫn các thủ tục xin visa, chứng minh tài chính, hướng dẫn điền form, dạy phỏng vấn du học du lịch Mỹ. Khai giảng hàng tháng các lớp học phỏng vấn, đảm bảo cho học sinh có được sự tự tin trả lời được mọi câu hỏi của lãnh sự quán. Đặt vé máy bay, sắp xếp nhà ở, ký túc xá cho du học sinh. Với phương châm hoạt động là uy tín, chất lượng và mong muốn định hướng cho học sinh Việt Nam một nền giáo dục tiên tiến, môi trường học tập và sinh hoạt an toàn, Tân Đại Dương cam kết sẽ là người bạn đồng hành cùng học sinh Việt Nam trên đường tới chân trời tri thức. Mọi chi tiết xin liên hệ công ty Tân Đại Dương chuyên du học Mỹ, mặt tiền 148/1 Trần Quang Khải, phường Tân Định, quận Nhất, thành phố Hồ Chí Minh, điện thoại 0838484879, 0989006890, website www.tandaiduong.edu.vn.